Xin chào tất cả các bác. Hiện tại anh em kỹ thuật Zika chúng em đang có mặt ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Thì trước dẫn đường là anh Thành. Anh Thành là có đặt bên Zika chúng em một đơn hàng. Hiện tại đơn hàng đang ở sau xe của anh em Zika chúng em, và bây giờ đang là 2 giờ chiều rồi ạ. Anh Thành đã ra tận ngoài đường lớn để đón anh em kỹ thuật Zika chúng em vào tận nhà để bàn giao setup cho anh Thành bộ dàn của anh Thành gồm những gì, thì sau khi vào nhà anh em chúng em sẽ review bật mí sau. Hành trình của anh em chúng em gồm có Mr. Vâng, chào các bác. Thọ. Một hành trình hôm nay cũng rất dài và anh em Zika chúng em rất có duyên với quê hương Bác Hồ, miền đất 37 Nghệ An. Đây là hành trình thứ hai của anh em Zika chúng em đi lắp đặt bộ dàn âm thanh ở Nghệ An. Và các bác sẽ theo dõi cái hành trình lắp đặt này, và sau khi đến nơi thì em sẽ giới thiệu chi tiết cái bộ dàn ngày hôm nay hai anh em chúng em setup. Sau khi đến nhà thì anh Thành thì bên em sẽ review chi tiết cái bộ dàn cũng như là cái chất âm của bộ dàn ra làm sao. Vâng, có duyên với Nghệ An 2 hôm liền đi đấy. Ở trong này nhà to quá nhỉ anh nhỉ? Có đâu, nhà anh đang nhỏ lắm. Nhà to này, nhà anh nhà to quá. Anh là Nhà bên này cũng rất là to này. muốn lắp bộ vầy là vì mình chu hướng sang năm mình là còn làm nhà, cho nên À, khi khỏi phải đổi. rồi rồi, chơi một lần đúng đúng không ạ? Là Đỡ chu phải. hướng của mình là còn sáng năm mình làm nhà Vâng. là lắp luôn cái bộ vầy khỏi khi mình làm Dùng đúng nhà rồi là ạ, bỏ công đầu tư một lần dùng cho nó ổn định luôn. Sang năm là xây nhà mới đúng không? theo 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 dõi Yuka 2 năm rồi. 2 năm rồi ạ. Vâng, cảm ơn anh. Thế thì chắc không nắm hết được đúng không? Đúng rồi, Hai nói chung là sản phẩm cũng nắm được cả đó. sản phẩm nắm được cả rồi, thành viên cũng như nhân viên nắm được hết rồi đúng không ạ? Vâng. Đây đây anh ơi, lùi lùi vào đây này. Chiếc xe của Zika âm thanh số chúng em đang có mặt ở 37 Nghệ An ạ. Đang ngủ trưa hay sao anh? Không, anh chờ anh có ngủ trưa Anh đâu. à, anh chờ. Vâng. Chờ chờ anh em Đang đến thì chờ đón anh anh ạ. em rồi. Vâng ạ, chuyến hàng của Mr. Thọ. Nghệ An nắng nóng quá các bác ạ. Chia sẻ cảm nhận một chút được không Mr. Thọ? Tình lái xe ô tô rồi là lái cả xe rùa. Ở đây đường đi vào nhà. Nhà anh Thành thì Cái cũng này là ba vang lô đầy đủ đằng vang sau biểu thị nhỏ luôn. Cao cấp này. Chính vang là biểu thị. Hôm nay thì giờ vang lên phải vang sẽ Đời lên liên vang bang có đó chứ, nhưng mà mình muốn cái nó ấy ấy, chứ đời liên bang thì nó là chỉ có một cái đời liên bang với bộ mic thôi, rất là nhìn nó trơ trơ. trời. Nhà bác ở có những diện tích rộng để coi những quán cà phê sân vườn thì các bác cũng tham khảo cái bộ dàn ngày nay của em setup. Mà Còn đây là cái bộ dàn này của em cũng vừa bảo tham gia gia đình. rất là nặng nha các bác nha, muốn đẩy một kênh rất là nặng, đôi loa VA12. Để chia sẻ của anh Thành, từ chưa lên được đâu anh, chờ chờ một chút nữa. Anh lôi ngược lên, lôi lôi lôi, Anh anh lôi Khánh ngược, ơi. cho đây đằng trước lên, anh đi đằng trước, mắc mắc rồi. Đó, Đấy, đó. Thế mọi người đẩy, à. lệch rồi lệch rồi lệch bánh À. rồi. Ở đây có gió mát rồi đấy. Anh hộ em Con đầy nó nặng không cho anh? thiết bị nặng. Ui da, đầy Nó nặng nặng nha. rồi. Đôi là VA12 và gôn ạ. Này quạt đây em ơi. Nghĩa bộ này mình đặt hết ở trên bàn nhé. Hai loa bỏ hai bên đi. Để hai bên. Không, như con đẩy 4 kênh thì ở cái tủ này khả năng à, để lên đây Bỏ lên đây vì để lên đây đúng không? Tại vì đây cũng chỉ là chắc là cũng chỉ là lắp khoảng một vài tháng anh nhỉ, xây nhà xong thì sáng năm sang năm lắp tạm tạm thôi, lắp lắp tạm ở cái vì không gian này thôi. nặng loa nặng lắm à. Vâng. Đây ạ, trên đây em muốn Cách đây 2 năm rồi, 2 năm rồi ạ. 2 năm anh nằm ở bên Trung Quốc À là theo dõi Zika lâu lắm rồi.
2 năm rồi. Cuối năm là cuối năm cũng định về, cũng cuối năm định lắp rồi đấy. Thế anh bên Trung Quốc về lâu được lâu chưa? Anh về năm ngoái, là cuối năm ngoái là anh định lắp rồi. Nhưng mà vợ nó biểu tôi nhà cửa nó chưa ổn định thì khi nào anh làm nhà rồi anh muốn lắp thì lắp. Nhưng mà mình cứ ham nhạc nó từ xưa nay rồi. Anh Thành chia sẻ bộ này là bộ thứ tư rồi đúng không? Đúng, bộ thứ tư đấy. Đã có quá nhiều cái đời loa, nhiều bộ dàn. Cho cả đi là cho với bán rẻ cho người cho ta. Cho đi và bán rẻ rồi. Đầu tư một bộ dàn với những cái cấu hình anh đã theo dõi rồi. Hơn 2 năm rồi, cũng đã lựa chọn cho mình những cái sản phẩm phân khúc tốt nhất rồi. Mà lòng anh thương quá, tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa, trời trưa bóng dừa hẹn nó nhau từng quê hai đứa, mùi mạ hương non tóc em biết bao kỷ niệm nhắc lại thấy thương nghe thật buồn. Lâu vẫn luôn thắm có bóng bình yên, sau em quay đi ta.
vàng trong quà. Ơ thế mà vợ vợ anh là cũng ở Việt Nam hay ở bên đây là o vợ này à. Dân anh là kêu bằng dân anh là kêu bằng o, còn dân ngoài Bắc là kêu bằng cô vợ đấy. Cô vợ, hai cô vợ này. Bố nó bố vợ. Rồi rồi cháu hiểu rồi, ở trong này gọi là o đúng không? Đúng rồi. Ở ngoài cháu gọi là cô đúng không? Em vợ đấy. Em vợ. À đây là em vợ. Anh hát hay quá. Anh trai hát. Nhà hay mà vợ cũng hát hay. Thế cả nhà hát hay rồi, anh hát hay không? Cả nhà cũng hát hay. Ưng ưng gì anh cái... Thành nghe đã thì ưng chưa? Không, đánh nhạc sàn, đánh nhạc Tây Du Ký này thì nghe được. Hay đôi loa đánh chắc tiếng mà chắc tiếng. Còn hình thức đẹp. Không, đôi loa này công nhận là hình thức ra nhìn ngoài về là đẹp hơn ở trong đẹp live. Đẹp hơn ở trong live. Đúng rồi, đẹp hơn trong live. Đấy, rất là đông các bác các cô hàng xóm. Tìm lại người xưa. Cho chủ nhà hát bài. Và cho chủ nhà hát bài tìm lại người xưa. Hai vợ rồi vẫn còn tìm lại người xưa. Ủa, sao chú biết anh hai vợ? Tìm lại người xưa với cả cái đắng ở đây. Đây là thôn xã gì nhỉ? Thôn Sơn Long, xã Quỳnh Lập. Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Nghệ An. Đấy, nhà anh Thành ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An. Yeah.
hay ham nhạc lắm. Vâng, à, các cây văn nghệ đây. Vì là dân biển, à, cứ đi rỗi là về là chỉ có trà lá với ca thôi. Với ca hát. À, thế nhiều nhà ở đây dọc dọc đây là nhà nào cũng có cả. Nhà nào cũng có rồi. À, nhưng mà cũng thấy lúc nay bác anh trai tên là gì nhỉ? Anh Hùng. Anh Hùng vừa chia sẻ là cũng ở đây cũng sành chơi lắm rồi. Đúng wow, rồi, dân tinh dân rành sành chơi cả đó. Toàn là người sành chơi cả rồi. Thế nhưng không cho nào. Để có thêm một cái bác khách nữa review một chút này. cũng cùng hãng này thì cũng theo dõi chưa qua 2 năm rồi, cũng định lắp lâu rồi nhưng mà điều kiện tài chính nó không có. Bây giờ tài chính nó có rồi thì nói chung là cảm ơn anh em chú ca. Nói chung là nhiệt tình. Anh cảm thấy cái bộ dàn này có ưng ý không, có hài lòng không? Nói chung là hài lòng. Quá hài lòng, vâng, cảm ơn anh. Đây còn bác ok vâng. Nói chung là nếu mà nói đến cái văn bản của nhạc nhẽo của bên nhà ta thì nghe vâng, chuẩn rồi đó. Chuẩn rồi. Nói chung lần này là khả năng lắp lần đầu tiên ở đất anh này. À không, lắp nhiều rồi. Để lắp nhiều. Tại xóm những anh này. Vâng, đúng rồi. Cảm thấy về so với các bản nhạc. So với các bộ dàn quanh quanh đây ok hơn. Nghe cũng là chất rồi đấy. Vâng, cảm ơn cái tình cảm của anh em ở trong thị xã Hoàng Mai. Cảm ơn anh Thành. Đúng rồi, khi nào anh em có điều kiện anh giới thiệu cho. Vâng, cảm ơn các anh. Khi nào có cấu nhà đúng không? Giảm giá là nó vẫn có chương trình giảm giá chơi đúng rồi, vẫn có chế độ giảm giá. Là anh bốc. Là anh bốc. Chân nó bị đầy nhà khốn lên ạ. Cho người ta ấy là chuyển luôn thôi. Lại chuyển cái bộ chẳng hạn bộ mình nghe là chán rồi lại chuyển đi nơi khác. Vâng. Lại đưa chú ca về. Đưa bộ mới về. Vâng. Đưa di ca về khắp khu xóm này. Vâng. Nói chung là bộ này mà nếu chung mà anh mà có tài chính là anh ghép luôn cái suốt nhưng mà điều kiện tài chính nó cũng có hai lý do, tại vì là không gian nhà mình nữa và tài chính thì dùng sau khoảng độ biết đâu tháng sau hay tuần sau anh lại có anh lấy, có nghĩa khi nào có tài chính thì anh alo Diêu ca rồi gửi súp về cho anh. Không, bộ này trước sau anh phải lên bộ súp. Vâng đấy. Cái đơn hàng của anh Thành đã được anh em kỹ thuật Zika chúng em set up xong để bàn giao. Cái sự đánh giá hài lòng của anh Thành cũng là cái động lực để Zika chúng em cố gắng phát triển, đem đến niềm vui tinh thần đến tất cả khắp nơi ạ. Khắp cả nước, rất là nhiều các bác đến cảm nhận, nghe thử, đánh giá thử cái chất âm rất là hài lòng và ưng ý. Thế qua đây thì cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bác đang xem cái video này của kênh Zika Thành Rồi chúng em. Và các bác nào đang quan tâm muốn đầu tư một bộ dàn này thì để lại bình luận, để lại số bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Họ đang quyết toán cái đơn hàng của anh Thành. Anh Thành chia sẻ một chút cảm nhận cho các bác đang xem qua cái video này có thể. Nói chung là nắm được cái anh cũng theo dõi là Diêu Ca là 2 năm rồi. Vâng. Thì cũng nói chung là Diêu Ca vâng.